Và tiếp theo đó là con 309 thùng xốp hàng mạng Nhật về, mời các bác cùng xem. Đó là sưu tầm alo cho em. Thì con này không qua trung gian nên là giá khá là tốt cho các bác nha. 19 triệu, đắt hơn con không thùng chỉ có 500 thôi. Nhưng mà con này thì rơi vào chỗ khác thì các bác phải đậm đà hai chọc thật là hơn ấy. Rồi, bắt đầu khui. Thì về em cũng chưa khui mà. Bác nào mình chơi loa JB hoặc là loa châu Âu thì alo liền cho em nha. 309 á, hoặc là 309V thì nghi nó xem xem nhau thôi các bác. Với trên nhau khoảng 10 triệu thì con này cực kỳ đáng chơi nha các bác. Nhiều bác từ 309 nâng cấp lên 309V á thì thật sự nó không có khác nhiều đâu. Đấy. Hoặc là 9 với 10. Sau đây em lôi nó ra và mời các bác cùng xem đồ đẹp em nói nha. Giá 19 triệu bác nào lấy sưu tầm thì alo cho em. Vâng, vàng ươm như luôn nha các bác, chứ không phải là trắng đâu, nó vàng. Có nghĩa là nó còn vàng. Đây, 309 các bác cùng xem đây. Mạch vàng luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn nha. Có nghĩa là nó ở trong cái thùng này nó được bảo quản tốt nên là cái mạ vàng, cái phần gold phía trước đó, nó không bị phai. Nhiều con nó phai thì nó mới trắng. Đấy, cho con này là còn vàng luôn nha. Mà keng nha các bác. Rất là đẹp luôn. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. 19 bao gồm phí ship rồi nha. Chỉ không đủ em vẫn bớt 200.000. Lúc mà L3 thì 9. Long lan luôn. Phía sau 250W. Các bác thoải mái mình chơi những dòng bát 30-40 rồi. Rồi mở nội thất bên trong. Về đồ đẹp hình thức thì không có điểm trừ rồi. Tuyệt vời rồi. Vâng, và đây là nội thất bên trong nguyên mộc mạc nha các bác, chỉ cần thổi bụi thôi nha. Đây là hai cái tụ nguồn, cái tăng phô rất là lớn và bốn phần bo mạch, bốn con Toshiba chữ đỏ nguyên mộc mạc luôn nha, nguyên titanium phong. Đây, trên những sò còn nguyên tử luôn này. Đấy, sò kích rồi các bác, phần bo mạch, bo nguồn. Nói chung là đẹp tuyệt vời. Mạch còn vàng là yêu rồi các bác. Hay bác nào chốt alo cho em nha. 19 triệu bao gồm phí ship, bác sở hữu được một con 309. Còn thùng nằm trong một cái sự bảo quản rất là kỹ nên là mạch còn vàng ươm luôn nha.